Sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với đội thi số 2 là đội Minh Tiến sẽ thể hiện phần thi năng khiếu của mình. Xin mời đội Minh Tiến và xin quý vị chúng ta hãy cho đội Minh Tiến một tràng pháo tay để cổ vũ cho phần thi này. Tiệm ơi, ở nhà hôm nay. Ui, sáng sớm ra lại gọi biết. À, báo cáo thôi. Ui, ở nhà. Dạ. Tiệm ơi, mới sáng sớm ra lù lù cái quạt to đùng làm chi lắm. Trong ngày phải không? Đi sửa cái quạt. Đã hơn một tháng này trời nắng nóng quá mà cái quạt nó lại đi hỏng. Lại ngồi uống nước. Lâu ngày đi qua tôi nhớ bác quá. Chỗ này có chén nào không anh em mình làm tí nhé. Lâu ngày quá. Đấy, thì tất nhiên rồi. Lâu ngày khách đến nhà thì ông gà ông vịt. Ông đợi tôi tí nhá. Ê mày, có một tiếp là đang ngồi uống chén rượu. Rồi, lòng này anh em mà uống chén rượu thăm nhau nhá. Để bác nhé, bọn nữa. Mà ông có phải nhớ tôi thật không đó? Đây là nhớ cái chai rượu của tôi. Bác sợ này, nó quá bác xem có cái quạt mà không bật cái quạt. Chờ tôi bật mấy quạt lên mà cho nó mát. Rồi, thì nóng này bật TV xem. Thời sự báo thời tiết. Sau đây là chương trình dự báo thời tiết. Khu vực Hà Nội, ngày sáng đêm đen, trời nhiều mây, tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp. Dự kiến trong 2 ngày tới, thời tiết bình thường không có gì thay đổi. Mà lâu nay thế nào? Bà nhà ông có khỏe không? Nhà tôi cũng khỏe bác. Tôi chết rồi, bác nhắc tôi mới nhớ. Tôi phải đi sửa cái quạt. Ông... kiểu tí nữa mục yêu quá nhà tôi nó về hay quạt tôi sửa được nó lại quá phép là chết tôi đấy. Cảm ơn bác nhé. Tôi xin phép đây. Ơi thế thế ông về nhá. Ơi nóng thế. Sợ biển với trả tiền không đúng hết nhà mình hết cả mọi việc của tôi. Mà ai ở nhà mà bật tiền đỏ hết rồi đi. Quạt thì quay vù vù, mà tivi thì nói chắc là khi tiền mua mà trả tiền điện cho nhà nước đấy. Chắc là kêu ông Tiềm đấy rồi. Ông Tiềm ơi, ông Tiềm, ông mơ rồi. Bà bật thêm cho tôi quạt nóng quá chứ. Hai ba cái quạt rồi ông bật cái nóng. Mà chi mà ông ngủ đi vô kia giờ đi. Mấy cái 9 giờ mà ông lại kêu nóng. Ôi mà chắc chi ông kêu nóng là phải cái coca chiều của tôi dành ông này uống hết rồi. Ông uống với ai hả? Ai mà sáng hôm gì qua vào chơi lâu ngày anh em cũng còn tí hết rồi cả quốc ca luôn đấy.
bà bật thêm tôi đi quan. Ừ, rồi, tôi bật. Ông thì thôi đấy chứ, đúng. Ông mà không biết tiết kiệm chị cả, về đến nhà có cái chi là bật đến hết. Mà ông coi này, cái hóa đơn tiền điện này. Nhà thì có mấy mẫu người mà tiền điện thì mỗi ông táo nhất làm nhất xóm. Mà lúc sáng tôi nghe cán bộ thông báo rồi, nhà mốt phải tiết kiệm tiền, không phải cho chắc nhà mình mà còn cho cả cái xã hội như thế này. Mẹ ơi, mẹ, ô con về rồi con. Có chuyện gì không? Bố có chuyện gì không mẹ? Đi mà hỏi bố biết. Chị mà cáo rứa. Bố. Đó. Có chuyện gì? À mẹ ơi, con đi qua chợ mua được cái bóng đèn trước tiết kiệm này mẹ này. Ừ, này, con mua được cái bóng đèn này. Có chuyện gì đâu bố? Có chi mà? Hiểu rồi. Quá. Sao bố ở nhà một mình mà nào là quạt, nào là tivi, nào là cắm cơm bơm nước, bố dùng lúc thế này thì quá tải nguồn điện mất. Quá. Sao bố lại dùng nhiều điện đến như thế? Quá. Bố dùng lúc nhiều nguồn điện như thế dẫn đến quá tải nguồn điện. Hay sao? Cháy nổ. À, trời nắng nóng thế này mà bố mẹ cái nhau nổ tung cả nhà cho mà coi. Bố à, thì sống chi hưởng thù chứ, đúng không bà con? Đúng rồi. À, sao bố lại nói thế? Bố nói thế là sai rồi. Có phải quân binh ta dùng điện đâu, cả làm sống cả nước ta là dùng điện cơ mà bố. À bố này, mình đi họp về anh xã có cuộc thi. Cuộc thi? Có cái tài liệu này, con đọc cho bố nghe nhá. Wow. Ở xã ta đang có hội thi thi đua tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, đồng thời cũng nâng cao ý thức của mọi người thay bóng đèn sưởi đốt bằng bóng đèn compact siêu tiết kiệm. Wow. Đây, trồng thêm nhiều cây xanh cho môi trường thêm rất mát, tận dụng tối đa nguồn năng lượng tự nhiên như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Wow. Và góp phần tiết kiệm kinh tế cho gia đình, cho cả xã hội đấy bố ạ. À. Làm thế, bố dùng thế thì làm sao mà có tiền để đủ tiền nộp tiền cho làm nước à bố? Đấy, ông coi. Con hứa phải biết tiết kiệm, còn ông... Thôi, nói. Bố lại cứ làm như thế thì cũng mà cái hóa đơn tiền tiền thì cũng thấy xót xót thật, mà con có biết nói thì tôi cũng thấy tôi hiểu hiểu. Thế thì tôi cũng xin hứa với ba, hứa với con, hứa với tất cả mọi người, từ giờ trở đi chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tiết kiệm năng lượng có hiệu quả. Tiểu phẩm mà chúng ta tiết kiệm năng lượng của đơn vị Bàn Minh Tiến xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp.